Yêu quá. Chào cả nhà nhá. Hôm nay là đi thăm trại, về với nhà anh chị gia đình. Trại có hàng vạn vịt thôi. Thế là hôm nay vào trại yêu quá. Ôi yêu quá. Trại nuôi hàng vạn vịt này. Mình hạnh phúc lắm. Được đi hàng vạn vịt này. Đấy. Chăm và yêu là tức là mình cảm thấy happy rồi. Cuộc sống mấy kỳ được ở vạn vịt rồi đó. Cảm giác cuộc sống như này là thích lắm. Rất là yêu động vật, yêu trại. Thế là mới được ở cái trại vạn vịt này. Và giới thiệu mọi người, đây là anh Sơn. Anh Sơn chào các nào. Anh Sơn này. Đây là anh Sơn nhá. Anh Sơn là chủ của trại vịt to như này. Vịt 42 ngày đấy. Trại vịt 42 ngày. Anh Sơn này. Là chia sẻ với cả gia đình trên thế giới cộng đồng này YouTube nhá. Anh Sơn là chủ trại vịt to này. Anh Sơn nhìn này. Anh Sơn nhá, anh Sơn này là và trại 42 ngày vịt to này thích lắm. Các bạn nhá, các bạn có yêu cầu gì đến với gia đình nhá. Các bạn là có chăn nuôi về vịt thì trao đổi nhá, tuyệt vời. Rất là tuyệt vời. Gấu nhá. Đấy, cháu gấu hôm nay là đấy, ngồi mê cả bác Sơn này 42 ngày. Ôi yêu lắm. Chia sẻ. Ok. Cả nhà thấy trại vịt kinh khủng không? Yêu không? Tuyệt vời luôn ấy. Ôi. Xin giới thiệu cả nhà, đây là vịt nuôi chuồng sàn ở Hậu Lộc, Thanh Hóa. Cực kỳ tuyệt vời. Ôi. Mình cảm giác ấy, cả đời ấy là cầm cả một đội tinh binh. Cầm cả đội quân. Kinh khủng luôn. Hàng vạn vịt. Cả nhà, chia sẻ cả nhà, đây là cầm cả một đội quân. Kinh khủng. Kinh khủng luôn. Cầm cả đội quân hàng vạn vịt. Chia sẻ cả nhà nhá. Rồi xin cảm ơn. Tuyệt vời cả nhà. Yêu thiên nhiên, yêu động vật và chăn nuôi. Chia sẻ cả nhà. Hàng vạn vịt. Xin cảm ơn cả nhà nhá. Hôm nay là về Thanh Hóa, về Hậu Lộc. Đến thăm
mô hình của ông anh chăn nuôi hàng vạn vịt rất là tuyệt vời, yêu lắm, chăn nuôi trên chuồng sàn. Quá tuyệt vời. Trải nghiệm là chăn nuôi chuồng sàn cực kỳ tuyệt vời. Tôi xin cảm ơn mọi người nhé. Và...